seat for landing. Từ khi khách máy bay của chúng ta sắp hạ cánh, quý khách lưu ý kiểm tra lại dây an toàn đã được cài chặt, giữ được ghế thẳng đứng, cài bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Please ensure the seat belt security fastened. Your seat back is upright. The tray table in front of you is secure, and the window seat is open. Thank you. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta vừa hạ cánh trên sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 5 giờ 25 phút chiều với nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và để hiểu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên khi mở ngăn hành lý. Quý khách lưu ý tránh lặng rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không Skyteam, cơ trưởng Paul và phi hành đoàn chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.